Thật sự là bây giờ em đang rất muốn biết cái công việc hiện tại của anh Tiến, cũng giống như là cái nguồn kinh tế của anh hiện giờ nó như thế nào. Anh em mình đi làm nghề từ lâu, mọi người nói tại sao nghệ sĩ họ gọi là đa tài, mà thật ra anh nghĩ đó là cuộc sống. Ví dụ ngày xưa anh em mình bắt nguồn từ là học diễn viên, sau đó mình đi làm diễn viên, rồi cái mình làm diễn viên đâu phải lúc nào mình cũng có phim, lúc nào mình cũng đủ show, vậy thế là mình phải nghĩ một cách nào đó để mình trên cái con đường nghệ thuật mình không bị đứt quãng bằng một cách khác. Thế rồi mình học đạo diễn để mình nghĩ là mình có thể mình có những cái tư duy nó tốt hơn, rồi mình vẫn có thể được hai vai trò để mình không phải bị ở không. Đúng mình rồi. Không phải bị thất nghiệp, cho nên là tự nhiên bây giờ mà bước vô trường học ở đại học toàn thấy những sinh viên già không à, có mặt này mặt này hoàn hảo. Kim Chi, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy đi vô đại học, Phạm Ngọc Trinh đó, sinh viên vô làm sinh viên, nhưng mà thật ra là rất là vui, mà nhiều khi là tuổi của mình còn lớn hơn mấy thầy nữa. Đúng rồi thì đó. Ở nhà thì ai là đầu bếp chính anh? Thật ra thời gian đầu là anh là đầu bếp chính, nhưng mà sau khi công việc quá nhiều rồi, với lại cái lịch dạy ở trường là lịch quay tùm lum hết trơn á, thì có một cái chị bếp để chị nấu ăn cho Ti. Nhưng mà nếu như không có chị ấy thì hai cha con thì ai là người thường xuyên nấu bếp? Rồi anh Tiên bao lâu rồi không nấu ăn cho ba? Anh nói là từ nhỏ đến lớn cái gì đa số là con sẽ biết làm nhiều cái, nhưng mà con không biết nấu ăn à. Rồi thôi được rồi, để anh chút nữa chú tính nha. Hôm nay chú nhìn thấy bò rồi nè, thấy gia vị rồi nè, nhưng chú chưa biết là con nấu cái gì nè. Dạ con định nấu bò kho, đây là món con hứa nấu cho ba rất con... là lâu rồi nhưng mà gì con hả? Chưa làm. Em được biết là lúc anh còn nhỏ là bản thân mình cũng đã thiếu tình cảm của gia đình. Anh có thể nói rõ hơn chút xíu về cái giai đoạn đó không? Ở anh á thì anh nghĩ đó là anh thuộc dạng là chắc có cái từ là định mệnh. Không có ai biết trước được số phận của mình hết. Bây giờ khi mình vừa bắt đầu mà cảm nhận được cuộc sống thì lúc đó mình biết rằng là mình ở với bà má nuôi. Thì chiều đó dắt mình ra cái ngã ba đó. Thí dụ như bây giờ anh em đang ngồi đây đúng không? Em nhìn hướng này, dắt ngã ba này, nó sẽ là cái khoảng đường của xe chạy. Từ bên đây em chỉ có thể nhìn bên kia thì em biết được là bên tay trái có một con hẻm, đó là nhà của mẹ ruột em. Em nhìn bên tay phải đây, con đường vô này sẽ là đường vô của ba em. Con đường thẳng này có nghĩa là mẹ em sẽ đi chợ ngang và quẹo vào cái hẻm này. Ba em đi làm về từ đây sẽ quẹo bên tay trái. Em ở ngay chỗ đó em sẽ nhìn được bóng của hai người đó qua lại ở mỗi một cái khung giờ mỏ đi. Chiều nào cũng được ngồi nhìn. Chiều nào được anh nhìn vậy thôi. Thật ra thì anh có tới hai anh em ruột lận, anh còn một đứa em gái nữa, đều gửi vú nuôi hết. Thì ba má nuôi mới đi, mới gửi hai đứa anh lại cho mẹ ruột của mình, nói là tao đi nha, tao gửi hai đứa con của bay lại cho bay, đúng tuần tao lên. Sao mà nghịch cảnh quá vậy anh, ba má nuôi phải gửi ngược lại cho mẹ ruột. Đúng rồi, bây lúc đó mẹ ruột có gia đình khác. Thì đúng một tuần đó thôi thì sự cố xảy ra. Cái đứa thật ra nhắc tới điều này là một cái điều anh không bao giờ anh muốn, nhưng mà nó là một cái nỗi đau mà hầu như là anh không thể nào quên được. Cái đứa em của anh nó bị đau ban. Hồi xưa đó thì mình đau ban đỏ, không có thuốc trị, không có thuốc xích ngừa luôn. Nó đau ban thì bắt đầu nó nổi những cái đỏ khắp người, thì nó sẽ khóc, nó bị rứt trong người, nó khóc. Mẹ anh đi chợ thì ở nhà ông dưỡng ghẻ, ông thấy nó khóc hoài, ông không dỗ được. Nó khóc cả đêm, nó khóc rai rứt. Ở đằng trước ở nhà có cái thùng phi mà hay đựng nước mưa. Ông mới nhúng nó vô đó, thật ra là nhúng nửa người vậy thôi. Ông nói là mày mà ông khóc là tao nhấn nước mày. Đó là con nít mà anh chỉ thấy rồi đó, lối sớm nói trời ơi tại sao mà mày làm cái gì như vậy, nó là con nít thế này thế nào kia. Thì mọi người can ngăn thôi, thì tới chừng đem lên thì nó trúng nước tỏi nó mất. Đó thì anh không bao giờ muốn nhắc tới cái điều này, nhưng mà mỗi lần nhắc tới anh cực kỳ anh đau. Đó là cái điều anh Mạnh không bao giờ quên được thời điểm này. Thời điểm đó anh có giận ổng kinh khủng, mà khi anh lớn lên rồi, cuộc sống nó làm cho mình nhẹ lại đi. Cái tuổi thơ của mình nó bắt mình phải gánh những cái điều đó, nó làm cho mình không quên được. Em không nghĩ là anh lại có thể trải qua một cái tuổi thơ mà nó kinh khủng tới như vậy. Đó cũng là cái câu hỏi, ủa tại sao ông Tiến ông có thể nuôi được hai đứa con ổng mà ổng không lấy? Thì em nghĩ đi, với một tuổi thơ của anh như vậy, em nhìn một cái cảnh như vậy, em lớn lên với những cái nỗi niềm như vậy, cho nên điều đó khi anh muốn thoát ly, anh thoát ly bằng cách là khi anh vừa lớn lên là anh phải có một cái gia đình cho riêng cho mình,
Đó là lý do tại sao cưới vợ sớm. Và đó cũng là lý do tại sao mà ông Tiến ông ly dị xong rồi ông không muốn đi bước nữa. Đó là như vậy, đó là câu trả họ trả lời để cho hôm nay anh phải nói với mọi người là như vậy. Đến thời điểm này thì anh nhận thấy bạn Ti là một người như thế nào? Tới bạn Ti thì thật ra chỉ có những điều bất ngờ. Chị sẽ thay đổi theo từng năm tháng. Anh nói thí dụ nha, khi bắt đầu chị 15 tuổi đi ra đường anh chở đi chơi, tự nhiên thấy một cô gái bận cái áo hở cái lưng có một hình con chim nhỏ đằng cổ. Thì anh vô tình anh nói hai con chim này đẹp quá, chạy lướt ngang hai con nhìn chạy xe này nọ kia. Hôm sau về là hai con chim đằng sau cổ chị. Chị cá tính chị luôn đó hả? Anh có bao giờ nghe bé Ti nó nói về ba của nó chưa? Thật là ít bao giờ, cha con anh không có tâm sự. Hôm nay em nghĩ là em sẽ để cho anh biết con gái của mình suy nghĩ như thế nào về anh nè, về những cái gì mà anh làm được cho bạn đó, là bạn đó có cảm nhận được hay không. Hôm nay em sẽ cho anh biết nha, chờ nha. Thế thì bây giờ chú hỏi con nè, khi mà con bắt đầu con biết nhận thức lên tới cấp 2, con nhìn thấy bạn bè đầy đủ, gia đình đầy đủ, cha mẹ và con lại khiếm khuyết như vậy, thì con nghĩ như thế nào về bản thân mình? Con không có cảm nhận được, tại vì dường như mình không có cảm xúc về cái vấn đề này lắm. Khi mà mình nhắc về mẹ thì con chả buồn, không giận, chả cảm xúc gì hết. Thì con cũng không biết tại sao con lại như vậy. Ba đã thay mẹ để làm công việc của một người ba và một người mẹ rất là tốt. Từ việc những cái việc tế nhị như là dắt đi mua đồ lót, đi thử đồ lót, xong rồi dạy từng chút là con gái sẽ tới tháng như thế nào. Những cái mà hả, một người đàn ông mà cái cảnh một người đàn ông dắt đứa nhỏ đi vô, xong rồi nhờ cái cô nhân viên á, nói là chị thử size giùm bé, chị ấy giùm bé, thì hả, con vẫn còn nhớ rất là rõ tới bây giờ. Và ba con có một cái hay thế này, đó là ba con dạy cho con rất kỹ về cách nhìn nhận một người đàn ông. Từ lúc con còn nhỏ, không được đi cà phê với bạn luôn. Đi trà sữa quán đối diện trường cũng không cho luôn. Không tiếp xúc với bạn nam nào hết. Nhưng mà đến 18 tuổi là bung hoàn toàn. Như một ngày đẹp trời, đúng sinh nhật 18 tuổi, bon rồi thả mày ra đường, giống vậy đó. Đầu khi nó bắt lên lớp 6, anh nhốt nó cho tới nó lớp 12. Anh đi làm đặng khóa cửa nhà. Lúc nó còn nhỏ ha, thì anh quăng chìa khóa vô nhà cho nó. Nhưng khi nó lớn là cái chìa khóa của anh quăng cho nhà đằng sau. Cho tới lúc nó 12, học hết lớp 12. Vậy á hả? Và nó có nghĩa là khi anh rước nó về là cho nó vô nhà anh đi làm là anh khóa cửa lại hết. Anh có sợ một cái điều rằng là nếu mà mình áp đặt con mình nhiều quá như vậy và mình kiểu giống như mình kiểm soát con mình nhiều quá thì nó có một cái phản ứng ngược không? Anh biết cái điều đó chứ, nhưng mà anh không có một cái điều nào khác. Em nhìn thấy nó đẹp không? Đẹp, quá trời đẹp. Thì em nghĩ đặt trường hợp là em sẽ làm gì? Sợ. Anh cũng vậy thôi. Dạ. Anh cũng vậy thôi. Đó là một phương án duy nhất để đó anh có thể giữ được con mình. Anh có thể giữ được con anh. Anh biết rằng là sẽ gây áp lực cho nó. Có bây giờ con hiểu được rằng là cái điều lo sợ nhất của ba con hiện giờ đó là gì không? Chắc là nhiều khi ba sợ con đi lấy chồng sớm, ba sợ con sẽ không chọn được đúng người khi mà tuổi của mình còn quá trẻ để có một gia đình mới. Ba sợ con lại một lần nữa đổ vỡ như ba và mẹ. Có bao giờ con nhìn thấy ba mình đi làm về mệt, bệnh và đuối không? Dạ có. Có một lần là đi quay ở trường sân khấu, xong rồi bị đứt, bị trượt cái dây cáp treo á chú. Tức là đang quay cái cảnh bay như thế này, xong rồi bị trượt cái dây cáp thì hả, vừa trật chân nè, vừa trật lưng. Cái lưng á là không có đi đâu được, nằm một chỗ rồi hả, nhức. Mà mình nhìn ba mình rất là xót. Thì ngay chính cái thời điểm đó là con nói là thôi ba làm cho vui thôi, ba đừng có làm để kiếm tiền nữa, còn đồng tiền để con kiếm. Ba nghe vậy ba nói làm sao? Ba nói học không lo học đi, kiếm tiền gì biết gì đâu kiếm. Thì nhưng mà con không thích học nữa rồi.
Điều gì khiến cho bạn trưởng thành sớm hơn là cái độ tuổi của bạn? Bởi vì bạn nhìn cái cảnh mà bạn sống. Dạ. Yeah. Bạn nhìn qua cái cách thức làm việc, tại sao mà trong tới mọi người hỏi ủa Tiến ơi sao mày cứ đi học hoài vậy? Bởi vì con anh á nó bỏ đại học. Là ngày xưa anh nghĩ rằng là cái bằng đại học là một cái minh chứng cho một sự trưởng thành, anh nghĩ vậy. Cho nên anh cứ cố gắng để anh minh chứng cái điều đó, mặc dù anh cực khổ, dễ sợ luôn, để mà vừa phải được học vừa phải đi làm. Anh chỉ muốn minh chứng mình là làm gì làm con người ta phải trưởng thành từ cái học. Nhưng bây giờ thì anh thấy rõ là mọi người sẽ có một cách học khác nhau. Chị này chị không trưởng thành qua cái bằng đại học như những bậc cha mẹ thường thấy, nhưng mà chị trưởng thành từ sự trường đời. Thí dụ bây giờ giống như nó đi làm, anh nói thí dụ như nghỉ học, ba à sáng nay các ba ra ba ngồi nói chuyện với con vậy đó hả? Thì bây giờ con muốn nói với ba như điều này, con quyết định nghỉ học và con xin đi làm. Bây giờ ba cứ cho con thời gian đi, thì bây giờ ba cho con 3 năm con đi làm đi, nếu con không hoàn thành lúc đó con sẽ tự đi học lại. À, nó cho anh cái giá như vậy. Còn nói nếu như bây giờ ba không đồng ý thì sao? Ba không đồng ý thì ba cứ đóng tiền học đi và con sẽ cúp cua. Thẳng thắn như vậy luôn, thẳng thắn không có màu mè. Chị có thể ở nhà cả ngày, 12 giờ bắt đầu chị mới cúp. Đi đâu vậy? Đi vũ trường. Từ 18 cho tới năm chị 21 tuổi. Ròng rã 3 năm trời là anh phải đấu tranh tư tưởng với chị. Đấu tranh tư tưởng, anh chở nó về nó ói sau lưng anh. Và nhìn thấy con mình ói khi gốc cây. Anh không nói gì hết. Cứ thí dụ như 5-7 lần chỉ nói một lần thôi à. Thì à, tới bao giờ thì tình trạng này chấm dứt? Tới bao giờ thì ba sẽ không còn chở con trên những cái cung đường này để mà con ói sau lưng ba? Nếu như cuộc đời này kéo dài cho tới 5 năm nữa thì sao? Lúc đó con già đi, ba cũng già đi, thì sao? Anh hỏi vậy thôi à. Bạn trả lời như thế nào? Bạn không trả lời gì hết. Ở với ba từ nhỏ, ba vừa làm cha, ba vừa làm mẹ, thậm chí ba vừa làm ông bà. Và bây giờ ba là bạn của con. Vậy thì bây giờ trước khi chúng ta kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, nếu như trước giờ chúng ta chưa kịp nói yêu thương hoặc chưa kịp thổ lộ với ba những cái gì đó trong tâm tư của con, thì chúng muốn nghe con nói một điều gì đó với ba. Trước giờ thì con chưa bao giờ nói con thương ba. Mà con biết là ba cảm nhận được là con thương ba rất là nhiều. Nhiều đến nỗi mà con chưa có tìm được người đàn ông nào để có thể chia sẻ cái tình thương đó. Đến bây giờ mà con nghĩ là con sẽ tìm đây sớm thôi. À, phải tìm thấy để còn hai đứa còn phụ nhau chăm sóc tiếp cho ba nữa chứ. Con cũng muốn ba nhìn thấy con được hạnh phúc. Và con mong là cho dù là bây giờ hay là sau này thì ba cũng sẽ hạnh phúc. Tại vì con thương ba rất là nhiều. Chắc chắn là sau này cha con mình sẽ hạnh phúc rồi. Chắc có lẽ là chưa bao giờ anh được nghe những cái lời này từ con gái của mình đúng không? Thật ra thì ngay từ nhỏ thì lại nghe nhiều. Bắt đầu khi chị lớn lên thì chị lại cá tính, với lại chị lại một cái kiểu khác, không phải như kiểu mình. Có nghĩa là cái mà chị làm sai chị sẽ tự sửa dần. Cuộc đời anh chưa bao giờ nghe được con nói, ngay cả nó sai, anh đánh nó xong, xin lỗi ba. Nó cũng không bao giờ xin lỗi. Cuộc đời anh chưa bao giờ nghe được câu đó. Còn bây giờ thì mình sẽ tới cái giờ mình ăn cơm, một bữa cơm mà Betty nói cho anh từ xưa tới giờ nó chưa nói cho anh đúng không? Anh nghe anh muốn sặc. Em cũng lo lắm anh, em không biết. Em mà bây giờ kêu em vô bếp em cũng không biết làm gì. Anh muốn sặc. Thôi nào đi ra ăn cơm với con nè. Vị cũng khá là ok, chắc là ba sẽ khá là bất ngờ. Oster, cực cuốn an toàn và thông minh, sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Trời ơi, thơm quá, thơm luôn á. Đợi nãy giờ, em biết ai làm không? Dĩ nhiên là Betty làm rồi. Để tôi coi thử nha. Ngon cái bộ.
À, xin mời mọi người tự ổn, 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 ổn. Em chỉ chờ là anh nói ổn thôi là em vô liền. Tự nhiên ổn tiếng. Nói tới vụ nấu ăn nha. Bây giờ á là đã có chị giúp việc cái nấu, đúng không? Nhưng mà trước đây á đâu có đâu, đúng không? Đúng. Ví dụ ngày đó không có xô thì không sao, mà ví dụ như lúc đó vừa đi đóng phim mà vừa phải về nhà nấu ăn thì có bao giờ mà anh để con tiền nhịn đói không? Thật ra đời anh là con anh á, nó có thể nó không có tiền chứ còn dứt khoát nó không nhịn đói. Ở cái hoàn cảnh với anh có nghĩa là cố gắng để tiền làm gì làm phải mua cái tủ lạnh, mình nấu mình sẽ ăn dần cho một tuần. Có những khi mà anh không để ý, có những khi mình làm để ý thì mình đem ra thì nó chua rồi, thì anh mới nói chứ ủa tại sao mà ti không chịu bỏ. Nói chứ trời, nó nói mình nghe rất là đơn giản, không có cầu kỳ. Này ba nấu mà. Mà anh không biết rằng khi anh phát hiện ra nó đã bao lâu rồi thì anh không biết. Sau có lần nó phát hiện ra thì bắt đầu là anh 2-3 ngày lại kiểm tra một lần, chứ anh không để cái tình trạng nó xảy ra. Nghe nè, lúc ăn đồ chua không phát hiện nó thiêu không? Nó cũng ít rồi chú, thật ra là ăn được chứ không tính nổi. Nó chua lè hay là nó chua nhiều? Không, nó hơi hơi, nó mới hơi hơi xíu xíu rồi. Cái lúc nhỏ là đã như vậy rồi, xong rồi tới lúc con đi làm cũng vậy. Cũng chua luôn, cũng thiêu luôn. Cũng thỉnh thoảng có cái mùi quen quá. Tức là con biết là nó đã chua đã hư rồi mà con vẫn ăn. Thật ra cái câu mà anh nói vậy mà sống trong lũ nó quen. Dạ. Yeah. Em chưa bao giờ thì em cho nó ôi sao mà đồ thiếu rồi. Còn khi em đã từng ở đây cũng bình thường. Ừ, ăn được. Cái mùi quen quá. Nó là vậy thôi. Anh đã dành hết tất cả thanh xuân và dành cả cuộc đời của anh cho tới giờ cái này để cho, không phải là cho công việc không đâu, mà cái lớn nhất là cái tài sản này nè. Thế thì bây giờ em hỏi anh, từ lúc Tiên nó về ở với anh cho tới giờ phút này, anh có điều gì hối hận và chưa làm được cho con gái mình hay không? Có chứ. Đó là những điều gì? Tới giờ phút này vẫn chưa cái nhà cho con gái anh. Đó đều tới giờ anh vẫn chưa làm được, nhưng mà anh cố gắng anh sẽ làm trước khi anh nhắm mắt. Bởi vì anh nghĩ đơn giản là con người anh phải có một cái nhà hết, mình cứ thuê nhà hoài, cứ buôn vai hoài, nó kinh khủng lắm em. Đời nghệ sĩ mình cứ này nay mai đó, cứ 2-3 năm mình cứ thay nhà, 20 năm mình thay nhà, 20 năm mình thay nhà, cái điều cực kỳ nhạt nhẽ, ai cũng vậy hết. Muốn sắm cái gì cũng không dám sắm. Đúng rồi. Lại sắm cho nhà người ta. Đúng rồi. Mỗi một lần nó dọn nhà nó kinh khủng khiếp lắm. Đúng rồi. Em mới thoát cảnh nhà thuê được 4 năm nay từ lúc lấy vợ. Em rất hiểu và rất đồng cảm với anh. Anh nói thì mới biết là anh chưa có nhà. Anh nói ba con nói thì chú mới biết là ba con bây giờ vẫn chưa có nhà. Ba tâm sự với cô Lan thì ba có nói như thế này nè. Đó là từ hồi đó tới giờ con là một đứa rất là cá tính, nên là chưa bao giờ con nói một cái lời xin lỗi với ba. Mặc dù nó biết cái chuyện đó là nó sai đó, nhưng mà nó cũng không xin lỗi là nó không xin lỗi, nó chỉ sửa sai thôi. Nên là con đã nhìn thấy cái hành trình mà ba con nuôi con nó vất vả như vậy. Con có muốn nói gì với ba không? Thay vì nói lời xin lỗi thì con nghĩ là ba con sẽ không muốn nghe đâu. Chính xác. Con muốn nói là cảm ơn ba vì tất cả mọi thứ. Cảm ơn ba vì đã cho phép con được có mặt trên cuộc đời này. Cảm ơn ba vì đúng 18 tuổi đã thả con ra. Đã không bao bọc con quá kỹ như lúc nhỏ nữa, để cho con nhìn cuộc đời một cách rõ nét hơn và trưởng thành hơn. Bây giờ nếu như làm được cái gì đó cho ba thì con sẽ làm cái gì đầu tiên? Thì con sẽ mua một căn nhà. Wow, cho lớn quá, con cho lớn quá, con thích vậy đó. Và con đã mua được rồi. Con đã mua được rồi. Hình như ba con chưa nghe luôn á Tiên. Không phải tiền đi vay đâu. Hôm nay con mới nói hả? Anh Tiến không biết điều này à?
sao mà biết được? Vì suốt ngày cứ hả không có con nói xấu. Này con nói thiệt, mượn tiền ngân hàng góp một căn nhà đi, con thấy nó vừa phải trả tiền thuê nhà, vừa phải trả thêm tiền ngân hàng nữa, rồi đụng cái lỡ thất nghiệp thì sao? Tự nhiên mình mang nợ, cái ngôi nhà nó không còn ở niềm hạnh phúc nữa mà nó trở thành một cái gánh nặng. Con nói con đã mua nhà cho ba bằng con chứng đó. À, đây bằng chứng. Bây giờ con đã có một cái khoản, con đã mua luôn. Con không cần vay tiền ngân hàng nữa. Ba không cần phải trả tiền góp. Ba cô không cần dành cái số tiền mà ba kiếm được để tìm một căn nhà nữa, tại vì nó đã nằm đây rồi. Cả một cái sự ước mơ, cả một cái hoài bão của ba con bây giờ nó đã có. Em biết là anh đang rất có rất là nhiều cái kìm rất là nhiều thứ trong lòng của mình. Em rất muốn nghe anh nói về cái món quà của con gái mình. Tới giờ phút này vẫn chưa cái nhà cho con gái anh. Đó là điều tới giờ anh vẫn chưa làm được. Nhưng mà anh cố gắng anh sẽ làm. Chú Kim nhắm mắt. Nói sao vậy ta? Thật ra là như vậy. Biết khóc đó, cho nên là đâu có dám nói trước đâu. Định dắt vô nhà luôn. Định trả xong hết rồi mới đưa chìa khóa nhà. Cảm ơn. Tới cái cảnh này chắc chắn sẽ có người nói rằng là đây không phải là chương trình chưa thực tế, đây là một phân đoạn trong phim. Thế những giọt nước mắt này không có một nghệ sĩ, một diễn viên nào có thể trình diễn được. Anh bình tĩnh chưa? Đó, rất muốn nghe anh nói. Thật ra cũng từng, cha con cũng từng quay rất nhiều chương trình nói về cha con. Thật sự ra nghe, trong đầu của anh nghĩ là anh sẽ không có những cái khoảnh khắc này. Giấu thì anh bị một cú lừa. Thì những cái gì nãy giờ anh nghĩ là chắc cảm xúc của anh không có giấu được. Cuộc đời của con người ta nó đi qua sẽ rất nhiều cái cảm xúc. Ở những cái người như tôi á, nước mắt nó không còn là cái để giải tỏa nỗi buồn hay là để giải tỏa nỗi đau. Thậm chí nhiều khi tôi còn đùa với bạn bè, nước mắt khô rồi lấy gì đâu khóc. Có những chuyện mà chúng ta phải nén nó lại, để rồi chúng ta càng lớn chúng ta là không phải cái gì phải chia sẻ. Có những thứ không thể nào chia sẻ được, ngay cả những người thân nhất trong cuộc đời của mình. Mình cứ nghĩ là thôi, thà một mình ôm, thà mình nghĩ, bởi vì chúng ta quen rồi. Nhưng mà ngày hôm nay chương trình cho mình một cái sự bất ngờ, để mình phải bộc phát cái cảm xúc mà mình không muốn mấy chục năm trời nay. Nước mắt ở trên vai diễn nó khác với nước mắt ở cuộc đời thật. Tặng một cái ôm luôn.